Nhiệt ba Dương Dương và những diễn viên hot nhất ở đầu 2022 Chớp mắt đã hết nửa đầu năm 2022, năm tháng đầu năm nay đã đánh dấu sự trở lại của rất nhiều diễn viên lưu lượng như Tiêu Triển, Dương Tử, Địch Đệ Nhật Ba và đặc biệt hơn, không thể thiếu màn comeback đầy chất lượng của một trong tử đại lưu lượng đời đầu Dương Dương. Dưới đây là năm diễn viên có sức nóng cao nhất trong nửa đầu năm nay, theo số liệu mạng truyền thông mới của Vinh Kết 2022 mà chúng tôi đã tìm hiểu được. Vị trí thứ năm nhậm ra luôn, 8,91. Đầu năm 2022, Nhậm Gia Luân đã quay lại với khán giả trong bộ phim Ngự Sao Kỳ được chia thành hai phần, cùng quân gặp gỡ và khắp tự cổ nhân quy. Sau khi tác phẩm lên sóng đã nhận được rất nhiều sự yêu thích từ phía khán giả. Theo chúng tôi thấy từ sau bộ phim Đại Đường Vinh Diệu chiều 2017 cho tới nay, nam diễn viên đã có khá nhiều bộ phim cổ trang có thành tích cao ngất ngưỡng như Đại Đường Vinh Diệu với lượt xem phá ngưỡng 7 tỷ, cầm Y Chi Hạ hơn 10 tỷ, đến bây giờ lại có thêm bộ Ngự Sao Kỳ. Đúng là năm nào thì Nhậm Gia Luân cũng tạo được dấu ấn cả, nhất là dòng phim cổ trang. Thứ tư Vương Tuấn Khải 8,93. Theo chúng tôi thấy thì độ hot của nam idol Vương Tuấn Khải đến nay vẫn không hề suy giảm. Đầu năm 2022, anh chàng đã quay trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim gai cấn cánh cửa trùng sinh. Có chỉ số truyền thông viên ấn tượng đạt 8,93. Không ngờ thành tích của nam idol có thể vượt qua những cái tên đình đám như Dương Tử và Nhậm Gia Luân. Tuy nhiên bên cạnh đó có không ít lời bàn ra tán vào về diễn xuất của Vương Tuấn Khải trong cánh cửa trùng sinh. Anh là diễn viên chính duy nhất dùng diễn viên lộng tiếng, còn những diễn viên khác thì đều dùng giọng thật của mình. Thứ ba Dương Dương 9,07 Cho các bạn cũng không còn xa lạ gì với hai bộ phim được chiếu vào đầu năm nay của Dương Dương, Tranh Thiên Hạ và Đặc Chiến Vinh Diệu. Số liệu về độ hot của Nam Đình nêu trong viên Ninh Kết đạt 9,07 trong 12 ngày, cả hai bộ phim do anh chàng đóng chính đều vượt qua mức 9 điểm. Thế mới thấy Dương Dương hot hẳn hot tới cỡ nào phải không các bạn? Mặc dù Tranh Thiên Hạ nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều, nhưng theo chúng tôi thấy thì đa số mọi người xem phim đều là vì có Dương Dương. Vị trí thứ hai địch đại nhiệt 3909. Không hổ danh nữ đỉnh nêu hoàn hẳn hot đến hiện nay. Đầu năm 2022, nhiệt 3 đã thành công comeback với bộ ngự sao ký, tạo ra rất nhiều chủ đề nóng trên mạng xã hội. Cả hai phần trong ngự giao ký đều có lượt xem rất cao và nhiều đánh giá tích cực, thậm chí còn vượt qua cả bộ sơn hả lệnh được chiếu vào năm trước. Dù sao thì nữ thần đỉnh lưu vẫn là nữ thần đỉnh lưu, dù có bị chê như thế nào, thì đẳng cấp vẫn mãi là đỉnh. Vị trí quán quân tiêu chiến 9,30 năm Quán quân trong bảng xếp hạng này không ai khác ngoài tiêu chiến. Năm 2022, anh đã xuất sắc quay lại với khán giả qua bộ dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn. Số liệu trong vòng 18 ngày luôn vượt mốc 9 điểm, một kỷ lục khó ai có thể vượt qua được. Trở thành diễn viên nổi tiếng nhất nửa đầu 2022. Ngoài năm cái tên được kể ra thì xếp lần lượt từ 6 tới 10 là Dương Tử, Trịnh Nghiệp Thành, Triệu Độ Tư, Đàm Tùng Vận và Đàn Kiện Thứ. Thật bất ngờ khi mà lộ tư lại chỉ xếp thứ 8, kém nhận ba những sáu bậc. Chúng tôi cứ nghĩ với thành tích của tranh nhân hạ, chế lộ tư có thể xếp cao hơn, thậm chí ngang ngửa với nàng mỹ nhân Tân Cương. Còn các bạn thì sao? Các bạn đánh giá về bảng xếp hạng này như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở phía dưới video cho chúng tôi biết nhé. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pvlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.